Anh chị, hôm nay thì tôi đi theo cái chú chủ đất này này, có hai vườn, tôi bán hai vườn lận. Thì cái vườn tràm vừa nãy tôi quay một cái video trước rồi á. Còn đây là cái vườn điều. Điều thì khách của tôi thích cái đất ở đây nên là người ta đồng ý mua, và hôm nay tôi sẽ đi quay cái video review cho anh chị xem là cái trước khi đặt cọc chúng tôi sẽ phải rất xác định một cái ranh giới, nên hôm nay chủ đất người ta đưa tôi đi để xác định cái ranh giới của họ. Đó. À, cái vườn tràm với tôi quay lại vườn này này, đó là của chú bên cạnh, còn cái vườn điều này là của chú bên này, thì hai vườn này đều bán luôn, thì cái vườn bên kia bây giờ là cũng bán luôn, thì tôi qua tôi quay luôn, cứ đi theo chân của chú này thôi. Đó, chú đất này, ở đây thì tôi mua thành nhà của ba chủ, cái khách của tôi á mua là mua của ba chủ. Đó, chú áo trắng và chú áo đỏ này là hai chủ đất. Đó, còn một cái chú nữa, tí nữa chú ra nữa là chủ đất thứ ba. Đó. Đó, chúng tôi cần phải vận động chủ đất để bán đây. Đó. Và chủ đất thì cuối cùng là chúng sau cái vận động thì chúng tôi vận động thì chú áo trắng này này, chú ấy cũng đồng ý bán cho khách của chúng tôi. Đó. Còn chú áo đỏ này là cái đất điều nhé. Đó, đất điều. Đó. Mấy chú đất ở đây rất là vui tính, là những người nông dân rất là chân chất anh chị nhé. Thì những cái đất này là chú bỏ mồ hôi nước mắt ra từ lúc mà còn rừng già cơ, thì mấy chú đã khai phá ở đây. Thì do cái đô thị hóa thì cái đất ở đây nó thuộc thị trấn, thì bây giờ là cô chú ấy là có nhiều đơn vị đến đây người ta đầu tư, thì cô chú ấy bán nó bán rồi đi chỗ khác mua cho nó được rộng hơn, chứ ở đây mỗi người được vài sào thì nó cũng nhỏ. Đó, đấy, đây là mấy chủ đất này. Đó, anh chị nghe mấy anh chủ đất nói chuyện nha. Giá cả đó. Vậy thì trước tiên là cái bước đầu tiên thì chú cứ liên hệ trước. À, thì rồi để bên con sẽ qua làm việc. Ông bảo là cứ chắc luôn nhà. Rồi, ok, không sao cả. Biết nhà ông là được rồi. Đó, giờ tôi đi tiếp sang cái vườn bên này. Đó, cái chú áo nâu nâu đó, áo xám đó là một chủ đất thứ ba anh chị nhé. Cái khu vực đây khách của tôi đồng ý mua của ba chủ lận. Đó, nên hôm nay phải đi theo các chú để xác định ranh giới giữa đất này và đất kia. Tại vậy mỗi người có một miếng nhỏ, một hai mẫu, nó không liền thửa, nó xin lỗi, nó không một phải một số, nên là đó hôm nay tôi phải đi theo. Tôi quay để xác định cái ranh giới. Mấy bác vừa là vừa mà đứng lên thì nó hay chứ. Thì đó, phải kêu các chú tới để ranh giới rõ ràng đúng không ạ? Đó. Cái miếng bên này là của chú áo xám này, còn cái miếng vừa nãy là chú áo đỏ với chú áo trắng. Bây giờ tôi đi theo cái chú áo xám này nhé. Cái chỗ nào mà sơn màu đỏ là ranh giới, từ cái sơn này quay xuống đây là của chú, là vườn điều sạch cỏ này của chú nhé, còn cái vườn điều mà có cỏ này của người ta. Đó, hết vườn của cái chú này thì lại tới vườn của chú tiếp ta chú. Hết vườn này là vườn của chú rồi. À, vườn này của chú luôn hả? Vườn của chú rồi, bắt đầu tới vườn của bác này. À, xin lỗi anh chị nhé, cái vườn này của chú ấy luôn. Còn hết cái vườn này á, thì mới tới của chú kia. Của chú trước mặt chúng ta này. Đất này thì nó thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé.
Thì đất này thì tôi bán rồi, chủ tôi, khách tôi mua hết rồi. Hôm nay thì tôi review để cái quá trình đi xịt thôi, xịt ranh giới thôi, cho anh chị xem để hình dung cho nó biết thêm. Đóng lại cái đá xịt. Đó. Đúng không ạ? Chỗ này đúng không? Thì cái cọc á. Còn đá này được không? Cái cọc này mới đúng chứ hả? Chắc còn đá đấy cũng đúng rồi cái này. Thì đó. Rồi, cái này là cái ông chủ trên này là họ cắt. Dạ dạ dạ. À, trên này là của người ta. À, cái đường này chú hôm bữa chú nói chú mua hả? Chú mua là mua, nó là người ta bán cho chú là người ta chừa hai, nhưng mà cái hôm mà có tài nguyên trước thì người ta không chịu, cái chủ bên này họ không chịu, họ nói chỉ có mét hai. À. Thì nó có mét hai đường. Thế là mình có mét hai đường ra tút ngoài đường lô cao su luôn. Ờ, ra tới đường lô cao su. À, rồi rồi. Cái đất của chú này có mà họ cũng sắp bây giờ đấy. À, có mua cái con đường này này, ra lô cao su của nhà nước luôn đó anh chị. Đó. Rồi bây giờ sang vườn của chú ơi, chú ấy tên gì anh? Chú nhỉ? Đại. Đại Đại hả? Nhớ cái à, của chú Đại bắt đầu từ đây hả? Không không, của chú hết cái đám thạch thì cơ. À, à, à. Dạ dạ. Cái này vẫn là của chú. Dạ dạ. Cái này mà nếu mà nhìn diện tích thì nó còn rộng hơn của bên ngoài. Cái này 7 sao rưỡi mới làm thổ. À dạ. Chú thì cho nó trừ xưa thì bây giờ mình phải chịu đó. Vâng. Bên này là vườn cao su. Cái này của dân hay của nhà nước chú? Của dân rồi đấy. À, cái vườn này là của dân này. Của ông này cũng nhiều, ông này cũng có. Ở trên này chắc mắc hơn nhỉ? Trên này phải mắc rồi. À. Thì dân bằng với trên giáp của nhà nước. Là giá cao. Qua cột này là của chú không? À, của chú kia. À, thì cái cột này. Đây là tức là cái bên mà cỏ mà bình bình đây này. Dạ dạ chú dạ. Chú ăn sang xuống dưới kia xong nó ăn xéo sang bên cái bụi tre kia. Dạ dạ. Tức là nó bao. À, nghĩa là mình nở hậu ra. Ờ, nở hậu ra. Nó, dạ. Nó ăn xéo sang cái bụi tre bên kia kìa. Ủa thế chú này có giáp hồ không? Cũng giáp hồ. Giáp hồ luôn hả? Cũng giáp hồ. Dạ dạ dạ. Nhưng mà của ông giáp ít, của chú thì nó bao mẹ của ông một khúc mấy chục mét. Đi. Mình đi sang tiếp bên này. À, anh chị, bây giờ tôi bắt đầu bước sang một phần đất này là phần đất của chú Đại nhá. Chú Đại thì như tôi vừa giới thiệu là hôm nay tôi đi xác định ranh giới của ba chủ đất. Chú đầu tiên, rồi chú thứ hai và chú này chú thứ ba này. Đó, cái cột sơn màu đỏ này của chú thứ ba này. Bên này của một vườn anh chị khác. Đó. Đó. Thì mình mua đất, mua đai mà, mua nhà, mua cửa mà anh chị đúng không ạ? Mình phải xác định ranh giới rất là rõ ràng chứ không mai mốt mình mua xong rồi lại có người tới nói là đây phần đất này là của tôi, hoặc là phần đất của tôi vào 1-2 mét thì cái đấy nó rất là bất công cho cái người mua. Nên là chúng tôi mới phải tiến hành cái bước là xác định cái ranh giới như thế này, thật chi tiết như thế này. Đó, là kêu tất cả ba chủ, thậm chí tôi còn kêu cả cái chủ bên này nữa này, viết cái giấy giáp danh, viết cái giấy giáp danh này chị nhé. Viết giấy giáp danh để cho những cái người mua người ta an tâm để đầu tư vào đây. Đó. Khi mà ký giấy giáp danh rồi thì ok, không có vấn đề gì hết. Đấy, đấy là trong cái trường hợp mà mình cảm thấy nghi ngờ thôi. Chứ còn bình thường thì sổ nào nó có thửa sổ đó rồi.